Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu về công tác xây dựng Đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi. Đảng bộ phường Hòa Thuận Đông hiện có 36 chi bộ với 640 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đề ra. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và chuyển biến trên tất cả các mặt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát hiện 15 đảng viên mới. Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện đảm bảo kế hoạch, hàng năm 100% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đến nay, phường cũng đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau khi dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn đã từng bước được khôi phục và có chuyển biến tích cực. Trong 3 năm, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn phường đạt hơn 9 tỷ 400 triệu đồng, tổng thu ngân sách đạt gần 19 tỷ đồng, công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đạt nhiều kết quả. Phường đã hoàn thành xây mới sửa chữa nhà cho 36 hộ gia đình chính sách với hơn 1 tỷ đồng. Việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo.